Vang Vọng xin kính chào các bác. Hôm nay Vang Vọng sẽ tiếp tục giới thiệu và giao lưu đến các bác hai bộ ly, và đây là hai bộ ly pha lê mạ vàng để uống rượu bày rất là đẹp, và em sẽ trên tay giới thiệu từng chiếc để các bác có thể chiêm ngưỡng và ngắm. Đầu tiên là cái bộ bên trái này. Bên trái này nó là cái bộ pha lê đỏ và có mạ vàng. Tất cả những cái chiếc này đều là handmade các bác nhé, tức là những cái chiếc được sản xuất thủ công. Đây là pha lê đỏ này, một trong những cái vật liệu rất là khó gia công và nó rất là đẹp, sang trọng. Và để tô thêm cái phần đẹp đẽ cho nó thì cái người thợ Kim Hoàn người ta vẽ thêm các cái họa tiết vàng ở trên đây. Tất cả đều là thủ công các bác ạ. Đây, ở đây có một cái lớp vàng bóng, và dưới này người ta làm một cái lớp vàng mờ tạo thêm điểm nhấn rất là đẹp như thế này, sử dụng để uống rượu. Và trên cái thành ly này người ta vẽ các cái họa tiết hoa nổi. Cái này là nổi luôn ra ngoài các bác nhé, nó nổi luôn ra ngoài đó. Và đây là cái bình chất rượu, tức là mình sẽ cho rượu vào đây và mình sẽ đổ rượu ra các cái ly như thế này. Nó rất là sang trọng, nó rất là tây, và cũng được vẽ các cái họa tiết hoa nổi như thế này, và vẽ các cái họa tiết vàng thủ công đây ạ. Có thể nói là rất là đẹp, và cái chất liệu pha lê nó rất là cao cấp, đẹp lắm. Nhìn thực tế bộ này nó rất là đẹp, sử dụng để uống rượu và trưng bày. Bộ này thì là gồm 6 ly và một cái bình chất rượu lớn như thế này đó. Tiếp theo em sẽ chuyển sang cái bộ pha lê trắng này. Bộ pha lê trắng này thì là gồm một cái bình chất rượu lớn đây ạ, có tay cầm rất là điệu, vẽ rất là nhiều các cái họa tiết vàng. Đây cũng là bộ handmade các bác nhé, các bác có thể nhìn thấy cái chữ handmade, tức là sản xuất bằng tay ở đây, và được đánh giá 5 sao. Cái đầu cổ này là người ta làm bằng một cái vật liệu vàng bóng rất là đẹp, và vẽ các cái họa tiết vàng ở đây, vẽ bằng tay, tất cả đều thủ công và bằng pha lê. Ngoài ra thì là gồm 6 chén như thế này, chén cách điệu, ly cách điệu, cầm rất là điệu nghệ như thế này đó. Các bác nào chơi ly thì các bác biết, vẽ thủ công cực kỳ là sắc nét như thế này. Đây là bên trong này, mức độ hoàn thiện cực kỳ là cao cấp, tại vì nó là thuộc cái phân khúc hàng 5 sao rồi, rất đẹp. Và đây, khi ta cầm cái bình này thì ta sẽ rót rượu ra như thế này. Và pha lê cho ta một cái thứ âm thanh khi mà chạm vào nhau nó rất là hay. Nó hay hơn sứ, hay hơn thủy tinh. Trên cái chén này thì người ta có khắc thương hiệu hình vương miện. Tất cả đều là thủ công và rất đẹp. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.